Muốn chào các bạn nha. Các bạn ơi, trong clip ngày hôm nay Hữu sẽ giới thiệu đến các bạn cái món cháo rắn nấu đậu xanh nha các bạn. Hôm nay Hữu sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cũng như là giới thiệu các bạn cái món cháo rắn này, món bổ mát ăn trong những ngày hè các bạn. Này là rắn trung nha mấy bạn, rắn này Hữu làm rồi, bây giờ Hữu chỉ việc cắt thôi. Con nắng trung các bạn, nó có hai cái đầu các bạn. Đây là kêu bằng cái đầu của nắng trung nữa nè. Đôi này nó chích rồi các bạn. Thường thường gắn này cái đầu kia nó không có gắn, ít cắn lắm các bạn, nó chỉ chích bằng cái đầu này nè. Cái đuôi đó. Gắn này đặc biệt nó cháo đậu xanh mát lắm các bạn. Đây đây chút xíu nữa Hữu ha. Hữu xào nữa mà, Hữu thăng lên cho nó thơm. Còn bây giờ Hữu do đậu xanh. Hữu phi tỏi cho nó thơm nữa nè. Con rắn này nó dai lắm các bạn, cho nên là mình phải hầm cho nó kỹ. Hủ nấu lò củi để cho nó hầm từ từ. Đặc biệt con rắn này nó dai chứ. Con đem chút xíu cho nó thấm gia vị, đúng không? Này mình nêm gia vị cho nó thấm đầu rắn cho nó ngon hơn các bạn. Còn cháo thì lát nữa mình mới nêm lại nha. Chút xíu nữa. Rồi mình bỏ vô cháo luôn nha. Con rắn này nó dai cho nên là không phải nấu nước nhiều các bạn. Cho nó chín từ từ. Bây giờ Hữu đi cắt xả, Hữu bỏ vô này, Hữu chờ cho nó chín. Tí xíu nữa Hữu mới nêm sao. Đó vậy là chờ đợi nó chín rồi các bạn. Nấu này cũng đơn giản. Cái con này thì ở miền Tây mới tìm mua được các bạn, chứ bình thường cũng khó kiếm nó. Rắn này Hữu cũng mua chứ Hữu không có bắt nữa nè. Đó giờ Hữu đi nhổ xả nè mấy bạn. Đây là cảnh vườn nhà Hữu nè. Đây Hữu thì xả nhiều lắm mấy bạn. Ở dưới quê mà.
Hiện giờ là 4 giờ chiều các bạn, mà các bạn thấy nắng nắng gắt, nắng kinh khủng luôn á. Này cháo rắn này ăn rất là mát các bạn, nấu đậu xanh này ăn mát lắm. Thời điểm mùa hè này mình ăn cái đồ này cho nó mát tốt, với lại mình bổ sung dinh dưỡng, mình có đề kháng, mình chống lại đang mùa dịch bệnh với bạn. Bạn nào ở miền Tây thì chắc biết cái món này. Bạn nào mà chưa được ăn hay là chưa được biết các bạn thì có dịp về miền Tây thì các bạn sẽ được tìm ăn món này nha. Đây, ổ nhỏ được như đây các bạn. Đây, nồi cháo của hũ chính này nè mấy bạn. Thì hũ chỉ nêm tí xíu muối với tí xíu nước mắm cho nó thơm mấy bạn. Tí xíu bột ngọt, chứ mình không có nêm đường. Hũ nấu nãy giờ cả tiếng đồng hồ luôn mấy bạn. Bây giờ có mình có bỏ xả nhiều mấy bạn cho nên rất là thơm. Nồi chín này nè. Mềm dữ dằn luôn á. Mình không có để nó mềm quá không có ngon mấy bạn. Giờ hũ nhắc xuống rồi, chín rồi.